Chương 649: Giết ngược. Kim giáp binh sĩ trừng hai mắt đánh ra một chưởng, chưởng toái ngân hà. Từng cánh lửa màu tím giống như là thiêu đốt ngân hà xuất hiện, bay thẳng vào đám thần tôn yêu ương của Thường Lan nhất mạch. Ánh lửa màu tím tụ trên người các thần tôn yêu ương, chỉ nghe bang bang, huyết đạo của bọn chúng lộ tung lộ như pháo, máu tươi văng khắp nơi. Những cường giả thần tôn yêu ương phát ra tiếng kêu thảm thiết từ trên bầu trời rớt xuống. Kim giáp binh sĩ liên tục đuổi giết 7 tên thần tôn yêu vương của Thương Lan nhất mạch, còn có một tên thần tôn cũng là bị đám yêu vương của Tinh Điện vây giết. Huyết Lang yêu vương cùng Hỏa Lang yêu vương nghĩ không tới tông chủ cùng tông miểu lại là đột nhiên chạy trốn, làm cho chiến cuộc hiện tại nghịch chuyển. Cường giả thần tôn yêu vương của Thương Lan nhất mạch trong nháy mắt bị tàn sát không còn một bóng, trên trận chỉ còn bọn họ. Huyết Lang yêu vương tức giận quát lên: tông chủ cùng tông miểu rất sợ chết, bây giờ làm hại bọn họ lầm vào kết cục này, dùng thực lực bọn hắn sao có thể là đối thủ của nhiều cao thủ Tinh Điện, Sư Vương Điện ở đây cơ chứ? Nhị đệ, chúng ta đi! Huyết Lang yêu vương gấp giọng hô. Nhưng mà Hỏa Lang yêu vương đang bị nhiều cường giả Tinh Điện, Sư Vương Điện vây công, nên sớm trọng thương làm gì có khả năng bỏ chạy chứ? Huyết Lang yêu vương muốn đi, nhưng mà xung quanh có 5 cái thập đại tuyệt trận, còn có nhất khối kim dương điêu tiêu giữa các cao thủ vây quanh nhìn chăm chăm vào hắn. Chẳng lẽ Huyết Lang yêu vương ta tung hoành cả đời hôm nay chết ở đây sao? Huyết Lang yêu vương không cam lòng hét to lên, tay cầm yêu lang cuồng đao bắn ra hồng mang đại thịnh, chém thẳng vào mọi người. Một cái con hỏa lang màu đỏ lúc này bắn thẳng vào mỗi người. Cường giả thần tôn yêu vương của Thương Lan nhất mạch liên tục bị giết. Diệp Thần cúi đầu nhìn, trên chiến trường chỉ còn lại Huyết Lang yêu vương cùng Hỏa Lang yêu vương, tuyệt đối không thể để chúng chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Diệp Thần tức giận quát một tiếng, thúc giục trống thiên đỉnh bay về phía Hỏa Lang yêu vương. Mà mình Hỏa Lang yêu vương đối phó với thần hòa cự tượng thanh niên sơn giáp cùng với một đám yêu vương công kích, trên người vết thương chồng chất, vội vàng là không kịp chuẩn bị, cho nên trấn thiên đỉnh bay tới gần mà không kịp né tránh. Oành, trấn thiên đỉnh đụng vào lưng Hỏa Lang yêu vương. Hỏa Lang yêu vương máu chảy như suối, trọng thương thở hơi cuối cùng. Trấn thiên đỉnh lúc này xuất hiện vòng xoáy hút Hỏa Lang yêu vương vào trong, hắn không cam lòng hét sai, sau đó chui vào chính miệng đỉnh. Hỏa diễm trong đỉnh không ngừng tiêu đốt, Hỏa Lang yêu vương gào rú thê lương, càng là không ngừng dãy dụa là muốn lao khỏi trấn thiên đỉnh. Theo ta nhìn qua Huyết Lang yêu vương, chiến trường chỉ còn lại mình Huyết Lang yêu vương mà thôi. Huyết Lang yêu vương nghĩ không tới ngay cả Hỏa Lang yêu vương cũng bị Diệp Thần dễ thu vào trong trấn thiên đỉnh, còn mắt đỏ bừng giống giận lao ra trước mặt, lòng hắn có một cái tia muốn sống. Yêu Lang cuồng đao trong tay hồng quang lập loè, vốc vốc hai tiếng, đều rực cùng kim dân đều bị hào quang màu đỏ của Yêu Lang cuồng đao làm bị thương. Trấn thiên đỉnh đi! Diệp Thần thúc giục trấn thiên đỉnh đắp thẳng vào Huyết Lang yêu vương. Huyết Lang yêu vương thấy trấn thiên đỉnh bay tới, trái tim băng giá không thôi, cuồng tính đại phát, hồn niệm ngừng hóa thành cự lang màu đỏ, gào thét nhào qua phía Diệp Thần, mùi máu tươi ập vào mặt. Ta muốn người chết! Huyết Lang yêu vương gào rú, nó muốn vào lúc sống chết, cho nên uy lực không kém gì cao thủ vô thủy cảnh nhất nhị trọng. Tâm thần hợp nhất phá, thần hồn của thân thể Diệp Thần trùng hợp, thân thể trở nên vô cùng cường hoành. Một quyền đánh vào cự lang, oanh một tiếng lộ vang như sấm, cự lang hơn 20 thước bị một quyền của Diệp Thần đánh thủng nó thề lường và tan thành mây khói. Hồn niệm Huyết Lang yêu vương căn bản không cách nào chống lại Diệp Thần. Trấn thiên đỉnh thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào người Huyết Lang yêu vương, khiến cho toàn thân Huyết Lang yêu vương bị xé rách, máu tươi bắn ra ngoài. Sức lực to lớn khiến cho thân hắn chia năm xẻ bảy, yêu lang cuồng đao trong tay rời khỏi. Trấn thiên đỉnh thu, Diệp Thần quát một tiếng, miệng của trấn thiên đỉnh xuất hiện cái vòng xoáy hấp thu Huyết Lang yêu vương vào bên trong. Huyết Lang yêu vương bị thu trong trấn thiên đỉnh, yêu lang cuồng đào hóa thành một đạo hào quang muốn trốn, lập tức lướt đi hơn 10 dặm. Diệp Thần tiểu tử, bắt lấy nó, đừng cho cái đao kia đào tẩu. Sư gia trong thiên thành ngấn quát, hiểu. Thân hồn Diệp Thần thu vào trong người, hóa thành kim giáp binh sĩ cách đó mấy chục dặm duỗi tay thu lấy cây đao. Yêu lang cuồng đao bị kim giáp binh sĩ bắt lấy không cách nào nhúc nhích, trong đao phát ra từng cái âm thanh gào thét, thế nhưng không cách nào thoát khỏi tay kiềm giáp binh sĩ. Mà hồn niệm bảo châu yêu lang cuồng đao đây là chí bảo, không có người thúc giục thi triển, không cách nào có thể thi triển uy lực của mình. Không có yêu lang, Huyết Lang yêu vương, yêu lang cuồng đao căn bản không thoát khỏi tay kiềm giáp binh sĩ. Những cái chí bảo này bình thường rất cường đại, có thể phát huy uy lực ngập trời thì phải xem tu vị người sử dụng thế nào. Nhưng Huyết Lang yêu vương cũng chỉ là miễn cưỡng phát huy một bộ phận yêu lực của yêu lang cuồng đao mà thôi. Yêu lang cuồng đao bị kim giáp binh sĩ cản, tuy không phục nhưng là không ngừng gào rú, chẳng làm được gì. Đợi lát nữa lại giải quyết cây đao này, Diệp Thần nghĩ,
thấy ba cái huyền thú yêu lang. Nàng Vương Điện mới bị chém giết hai tên thua trong trấn thiên đỉnh, cho nên không có khả năng ra, hắn lại quan sát chiến trường bên dưới. Chiến trường phía dưới vẫn là lầm vào giằng co, nhưng mà khi ba đại huyền thú yêu vương của Lang Vương Điện đền tội, tình thế chiến đấu hiện tại sinh ra biến hóa cực lớn. Đại quân yêu thú của Lang Vương Điện nhìn thấy ba cái huyền thú Lang Vương thu vào trong cự đỉnh, hữu tự vô sinh, mà cao thủ thường là nhất mạch tới cứu viện thì chết và bỏ trốn. Đám yêu thú này làm gì có tâm tư chiến đấu, toàn bộ chiến trường trở nên lộn xộn, làm gì có tâm tư liều mạng cơ chứ. Dưới sự chỉ huy của cao thủ tinh điện, sư vương điện, đại quân tinh điện, sư vương điện bắt đầu quét ngang các nơi. Đại quân yêu thú của Lang Vương Điện bị cắt như lúa mạch, dưới đất máu chảy thành sông. Tất cả lang tộc toàn bộ đánh giết, không phải lang tộc đầu hàng có thể miễn khỏi chết. Thông thiên sư vương lăng không bay đến, thanh âm của hắn vang vọng truyền bá toàn bộ chiến trường. Nghe được thông thiên sư vương nói thế, nội tâm diệt thần hơi chút động. Phía dưới có hơn ngàn vạn yêu thú, và lang tộc sợ rằng là có 600-700 vạn. Chương 650 Tế luyện Phật 1. Thế nhưng mà sư lang, sư tộc cùng lang tộc tích lũy cựu hận ngàn năm, triệu thần ngẫm lại sư tộc cùng lang tộc đã là không cùng tồn tại, một bên phải bị diệt, những cái yêu thú chủng tộc khác quỳ xuống, chỉ còn lại mấy trăm vạn đại quân yêu lang, chúng biết rõ là hẳn chết, cho nên vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết rất nhiều đệ tử tinh điện và yêu thú sư vương điện, nhưng đại thế đã mất, cho nên đại quân tinh điện cùng sư vương điện phân thành tương mảnh, thu hoạch không còn một bóng. Đại quân yêu thú của lang vương điện cuối cùng chỉ còn lại 300-400 vạn, tất cả trừ lang tộc xa là yêu thú chủng loại khác. Triệu thần tân hôn phá vỡ thiên tinh ấn phụ ấn, cho sư gia thúc giục ý niệm xua đuổi hồn thú xung quanh ra xa, đại chiến cuối cùng cũng hạ. Lúc này Triệu thần cảm thấy mây huyễn bảo châu trong ngực chấn động, vội vàng lấy ra xem. Mây huyễn bảo châu rung động nhẹ, tỏa ra hào quang nhu hòa, dường như chuyển cái gì đó cho Triệu thần. Diệp thần nhìn qua mây huyễn bảo châu lộ ra thần sắc hoài niệm, lẩm bẩm nói: Ali, là ngươi sao? Ngươi thấy Lang Vương Điện bị diệt không? Ta đã giúp ngươi báo đại thù rồi đấy. Mây huyễn bảo châu dãy dụa trong lòng bàn tay Diệp thần, lơ lửng trong hư không, tản mát lưu quang như mộng ảo. Trong hư không ẩn ẩn có còn báo nhỏ hiện ra, toàn thân tuyết trắng, không một cái tia tạp chất, sau lưng chín cái đuôi đung đưa. Con báo nhỏ này thấy Diệp thần dường như đang cười, trong con người đèn bóng của nó mang theo thần sắc nhớ mong. Ali, Diệp thần nhìn qua con báo nhỏ ở trên hư không, thốt ra thần sắc kích động dị thường, muốn thỏ tay vớt về bộ lông Ali mà không sờ được. Con báo nhỏ nhìn qua Diệp thần, tay mắt mang theo không bỏ cuộc, nhưng là vẫn tiêu tán ở hư không. Hào quang trong mấy huyễn bảo châu lội liễm lần nữa rơi vào lòng bàn tay Diệp thần. Ali, Diệp thần nhìn chằm chằm mấy huyễn bảo châu, trên mặt mang theo bi thương, chia tay lâu như vậy không biết lúc nào mới gặp. Lúc này thông thiên sư vương xa xa bay tới, nhìn Diệp thần chắp tay: Lần này thì đa tạ Diệp thần huynh đệ giúp ta cho sư vương điện báo được thù. Phải nói là cảm tạ là ta, nếu không có sư vương trợ giúp, tịch điện sợ rằng là ngập đầu tai họa. Diệp thần thu hồi cảm xúc thương tâm, mày huyễn bảo châu cẩn thận cất kỹ, lại là khách khí nói với thông thiên sư vương: Những cái yếu tố này Diệp huynh đệ như thế nào đây? Thông tin sư vương hỏi, nhìn qua yêu thú Lang Vương Điện còn sót, những yêu thú này hợp nhất với sư vương điện nhé. Diệp thần nói, dùng quy mô tình điện hiện tại tạm thời là không cách nào hợp nhất yêu thú lớn như vậy. Thông tin sư vương trầm ngâm một lát nói: Diệp thần huynh đệ, ta có chút chuyện không biết có nên nói hay không. Sư vương cứ nói đi, đừng ngại. Diệp thần cười nhạt một tiếng nói. Thông tin sư vương và Diệp thần hai người lăng không trên cao, phía dưới là tình điện cùng sư vương điện, bọn họ phấn chấn không thôi. Hai thế lực lớn trải qua cuộc chiến đồng đảng kết minh, có mình hữu, còn cũng không đơn độc tác chiến, nhất là đệ tử tinh điện bộ dáng kích động không ngớt. Không ngờ tới điện chủ còn có cường viện như vậy. Nghe nói sư vương điện cùng lang vương điện giống nhau, đều là siêu cấp thế lực uy tín lâu năm, nghĩ không tới sư vương điện lại là liên minh với điện chủ chúng ta. Bọn họ tràn ngập tin tưởng vào tương lai của tinh điện. Lang vương điện và thương lan nhất mạch kết minh tấn công tinh điện, vốn tưởng rằng tình thế đã định, kết quả cuối cùng là Lang Vương Điện toàn quân bị diệt, thường là nhất mạch bị giết, chỉ còn lại hai người bỏ trốn chật vật. Phía dưới thanh âm hoàn hồ không dứt, các đệ tử tinh điện hoàn hồ vì đánh bại được cương địch, mà sư vương điện thì hoàn hồ vì đánh bại được địch nhân Lang Vương Điện từ trước tới giờ. Hai người của thường là nhất mạch chạy trốn, thường là nhất mạch trừ thế lực phát ngôn của thường lan cùng thế tục, những người khác vẫn đã ẩn cư, kỳ thực không kém gì chấp phát điện lồi thú nhất mạch cả.
Tinh Điện cùng Thương Lan Nhất Mạch kết thủ như vậy, Thương Lan Nhất Mạch đoán chừng là không bao lâu là xâm lấn quy mô. Diệp Thần huynh đệ vẫn là chuẩn bị trước mới được. Thông Thiên Sư Vương nhìn phía Diệp Thần nói, hiện tại Sư Vương Điện cùng Tinh Điện đã là cột chung một thuyền, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hắn tự nhiên đã nhắc nhở Diệp Thần. Ta hiểu, không biết Thương Lan Nhất Mạch này suốt cuộc là bao nhiêu thế lực, nếu như bọn chúng tới, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ là chiến đấu mà thôi. Diệp Thần nói, dù sao mâu thuẫn với Thương Lan Nhất Mạch đã không có cách nào điều hòa, lúc này chỉ có thể không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Ta có một cái đề nghị, không biết Diệp Thần huynh đệ có đồng ý hay không. Thông Thiên Sư Vương nghĩ tới sư gia sau lưng Diệp Thần. Có lẽ là Diệp Thần thực sự có biện pháp đối kháng với Thương Lan Nhất Mạch, và biết sư gia chỉ là hơi dùng ngón tay là khiến hắn đột phá bình chướng, không cách nào đột phá. Ta muốn mang đội ngũ Sư Vương Điện gia nhập Tinh Điện của Diệp Thần huynh đệ. Diệp Thần huynh đệ nguyện ý hay không? Vì sao Sư Vương đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Lòng Diệp Thần giật mình hỏi. Nếu như Sư Vương Điện chịu gia nhập Tinh Điện, Diệp Thần tự nhiên là hết sức vui vẻ. Nhưng mà hắn có chút nghi hoặc, Tinh Điện hiện tại quy mô còn không bằng Sư Vương Điện, Thông Thiên Sư Vương sao lại đưa quyết định này? Diệp Thần huynh đệ không muốn tiếp thu sao? Không phải, chỉ là tiểu đệ ta có chút nghi hoặc. Sư Vương Điện sừng sững vài vạn năm, mà Tinh Điện ta mới thành lập không bao lâu, thực lực kém xa Sư Vương Điện. Diệp Thần huynh đệ, lời này không thể nói như vậy. Tinh Điện thành lập mới có thời gian, mà dưới trướng có mấy yêu hương, thậm chí cường giả phu thi cảnh, sau lưng có cả Tử Hỏa Tinh Sư Điện Hạ hiệp trợ, ngày sau là tiền đồ bất khả hạn lượng. Sư Vương Điện ta đầu nhập dưới trướng Tử Hỏa Tinh Sư không tính là sửa cơ, Thương Lan Nhất Mạch tùy thời có thể báo thù, quả quyết không bỏ qua cho Sư Vương Điện. Cộng thêm bây giờ là loạn thế, hồn thú hoành hành, liên hợp mới có thể sinh tồn. Thông Thiên Sư Vương nói, hắn cũng không phải là nhất thời cao hứng, trải qua mưu sầu tính kỹ mới là đưa ra quyết định này. Diệp Thần khẽ gật đầu. Sư Vương Điện và Tinh Điện liên hợp xác thực là chuyện tất yếu, mà Sư Vương Điện chịu hạ mình gia nhập vào Tinh Điện thì nguyên nhân đại khái là Thương Lan Nhất Mạch. Tinh Điện ta sẽ thiết lập Sư Vương Điện. Sư Vương vẫn là điện chủ, địa vị ở trên đường chủ khác. Hơn nữa, ngoài năm thành của Tinh Điện có thể kiến tạo thêm một cái thành khác với tư cách là nơi tụ tập của Sư Vương Điện. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, chúng ta tạm thời liên hợp ngăn địch. Nếu có một ngày Sư Vương muốn đi khỏi, tùy thời có thể mang khỏi Sư Vương Điện thoát ly Tinh Điện. Chương 651, tế luyện phần 2. Diệp Thần nói, nếu đã là liên hợp cùng Sư Vương Điện lại tránh cho bởi vì dung hợp sinh ra mà sát quá lớn. Tốt, Thông Thiên Sư Vương cũng là người sảng khoái, lúc này đáp ứng cười ha ha. Chớp mắt qua đi, tin tức hai điện liên hợp truyền đi, đệ tử Tinh Điện phấn chấn không thôi. Có Sư Vương Điện gia nhập, Tinh Điện thoáng cái mạnh lên rất nhiều. Đội ngũ Sư Vương Điện mặc dù có chút khó hiểu vì sao Sư Vương Điện hạ tâm động nhập vào trong Tinh Điện, nhưng mà Thông Thiên Sư Vương hạ đạt mệnh lệnh nói Tinh Điện bên này hai cường giả vô thủy cảnh, còn nhiều yêu vương, lại nghe nói Sư Vương tấn giai là nhờ Diệp Thần chỉ điểm, bọn họ cũng là không có ý kiến. Thông Thiên Sư Vương nói chỉ mang đội ngũ nhỏ chạy tới, đại bộ quần còn là đang ở lưu ở bên kia. Thông Thiên Sư Vương chuẩn bị di chuyển đại quân yêu thú tới, hồn thú thú triều đánh úp lại, cho nên chỉ có thể liên hợp với nhau mới có thể sinh tồn thật tốt. Sư Vương Điện có hơn ngàn vạn yêu thú, hơn nữa đánh bại làng Vương Điện hợp nhất mấy trăm vạn, số lượng đại quân tăng lên chỉ có thể nói là siêu cấp khổng lồ. Có Sư Vương Điện dẫn theo nhiều yêu thú như thế, Tinh Điện không cần sợ hãi hồn thú thú triều. Diệp Thần bắt đầu áp dụng kế hoạch lớn hơn, tu kiếm thêm 10 cái tòa thành xung quanh năm thành Tinh Điện, lại tu kiến hơn 10 thành, dẫn dắt dân chúng tới, làm cho Tinh Điện khống chế nhân khẩu đạt hơn ngàn vạn. Như vậy, đệ tử có thiên phú không tồi là gia nhập Tinh Điện nhiều hơn. Từ lúc hồn thú thú triều bộc phát, mình Võ Đại Đế cũng đuổi tới. Diệp Thần bàn giao các hạng mục công việc cho Tinh Điện, lại nhắn nhủ Nhiếp Thanh Vân, mình Võ Đại Đế, tài đao ta kiếm đi làm, bản thân hắn cũng là được nhàn nhã. Mặt khác, Diệp Thần còn có luyện hóa huyết lang yêu vương cùng hỏa lang yêu vương thạch đan dược giao cho ngũ màu hỏa linh điêu cùng với lục màu tuyết ngân hồ. Tiếp qua một đoạn thời gian ngắn, Tinh Điện lại có thêm hai cái yêu vương ra đời. Trừ chuyện đó ra, Diệp Thần còn là từ trong lang vương điện bắt được thiên nguyên kiếm thể tàn phiếm và rất nhiều tài nguyên, linh đàn rượu dược, linh bảo vũ khí do mình Võ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân khao thưởng đệ tử Tinh Điện.
Trong Liên Vân Sơn có tiếng sói tru vang vọng. Yêu làng lão tổ, người có nguyện ý phục tùng ta không? Diệp Thần trầm thấp hỏi. Kim Giáp Bình Sĩ bên người lăng không đứng đó, sau đó là không ngừng phòng ngừa yêu lang cuộc đào bỏ trốn. Mặt khác, một bên còn có Trấn Thiên Địch lơ lửng trên không trung, toàn thân có hồn họa màu đen thiêu đốt. Yêu làng lão tổ ta hoành hành hơn ngàn năm, giết người không tính nổi, há lại nghe lệnh một cái tiểu oai nhì miệng còn hơi sữa như ngươi, sớm có chết tâm này đi. Yêu làng lão tổ tức giận hư lạnh một tiếng, toàn thân yêu làng cuồng đào sáng nóng nánh. Ông chiến binh không cách nào dễ dựa khỏi Kim Giáp Binh Sĩ trói buộc. Lão tiểu tử này chưa tới hoàng hà còn là chưa chết tâm tư. Sư gia trong Thiên Tình Ấn nói ra, chỉ có sư gia mới có thể dùng xưng hồ lão tiểu tử với yêu làng lão tổ. Diệp Tân tiểu tử, luyện nó đi. Ý niệm Diệp Tân khéo động, Kim Giáp Binh Sĩ vùi yêu làng cuồng đao vào trong Trấn Thiên Đỉnh. Trấn Thiên Đỉnh hỏa diễm hừng hực, yêu làng cuồng đao lão tổ lúc này hét lên thê lương. Rút tiểu tử, mau thả ta ra ngoài, nếu không sinh thời ta nhất định rút gần lột sang ngươi. Yêu làng cuồng đào lão tổ tức giận chửi bới, muốn rút gần lột ra ta trước là lên chịu hồn hòa chúa Trấn Thiên Đỉnh tế luyện rồi nói sau. Diệp Tân hư lạnh lại là trao đổi với sư gia. Sư gia, làng quân điện bị ta diệt, yêu làng lão tổ này sợ rằng không cách nào phục tùng, cho dù phục tùng hắn cũng đã ghi nhớ trong lòng, nói chừng ta không thể tùy tiện sử dụng yêu làng cuồng đào, nếu không nó cắn trả thì làm sao. Trước phục tùng hắn, sau đó lại giao cho địch hùng gia trì thêm kiếm trận ấn phù của yêu làng cuồng đao, người sẽ có thêm thủ đoạn trấn trụ hắn. Tuy người giết nhiều lũ sói con như vậy, nhưng mà yêu làng lại là không để trong lòng đâu. Thiên hạ to lớn, làng tộc chủng quân nhiều không kể xiết, người giết một cái làng vương điện mà thôi không coi là gì. Sư gia lão thần nói. Nghe được sư gia nói, nội tâm Diệt Thần tiếp tục luyện yêu làng cuồng đao. Yêu làng lão tổ thê lương trong Trấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần không ngừng thúc giục Trấn Thiên Đỉnh, hồn hỏa của Trấn Thiên Đỉnh càng ngày càng nóng. Ta muốn giết sạch các ngươi. Yêu làng lão tổ tùy ở yêu làng cuồng đao vẫn là bị hồn hỏa thiêu đốt thập phần khó chịu, một bên dốc sức liều mạng muốn lao ra khỏi Trấn Thiên Đỉnh, vừa đào gào thét lớn tiếng. Diệp Thần cũng là không có đáp lời, chỉ là tiếp tục cho lão kêu gào trong Trấn Thiên Đỉnh. Thời gian chậm rãi qua, sau hơn một tiếng, yêu làng lão tổ giống một cái tiếng rốt cuộc dần dần yếu. Nếu như yêu làng lão tổ lại mạnh miệng, lập tức bị Trấn Thiên Đỉnh tế luyện hồn phi phách tán. Ta phục, tha mạng. Yêu làng lão tổ hữu khí vô lực nói. Rốt cuộc hắn cũng quyết định chịu thua. Hắn tế luyện mình thành chí bảo, sống tới giờ rồi, hắn còn không muốn cứ như vậy là bị luyện chết. Rốt cuộc yêu làng lão tổ cũng xin tha thứ. Diệp Thần thỏa mãn cười, bảo Tiêu Dực đi gọi địch hùng tới. Tiền bối, ta muốn mời tiền bối hỗ trợ. Diệp Thần cung kính gọi địch hùng. Người đó đi, có thể giúp ta sẽ giúp. Địch Hùng sảng khoái nói. Trong khoảng thời gian ở chung tới nay, hắn nhìn ra Diệp Thần nhân phẩm không tệ, Tinh Điện đang phát triển mạnh mẽ, cộng thêm Diệp Thần kiến tạo thành trì di chuyển đại lượng dân chạy đạn tới che chở, cứu không ít người trong hồn thú thú triều, điều này làm cho chuyện công đức vô lượng, hắn có thể làm gì cũng đã dốc sức làm. Ta bắt được huyết làng yêu vương yêu làng cuồng đao, chuẩn bị tế luyện và ra thêm vài cái cấm phù trong đó, rất cần tiền bối hỗ trợ. Diệp Thần thành khẩn nói. Không có vấn đề. Địch Hùng cười nhạt một tiếng. Đối với luyện khí sư Địch Hùng mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Thần ý niệm khẽ động, chỉ thấy yêu làng cuồng đao từ Trấn Thiên Địch bay ra. Yêu làng cuồng đao toàn thân đỏ ửng, bay khỏi Trấn Thiên Địch thì vèo một tiếng hóa thành lưu quang bỏ chạy xa xa. Diệp Thần nhíu mày, yêu làng lão tổ đúng là tâm không chết. Thần hồn ngưng hóa Kim Giáp Binh Sĩ lập tức bắt lấy yêu làng cuồng đao. Yêu làng cuồng đao ông chứng minh không ngất, muốn đào thoát nhưng mà thoát không được bàn tay của Kim Giáp Binh Sĩ. Yêu làng lão tổ vừa rồi chỉ là nói qua loa, hắn vẫn là muốn chạy trốn. Xem ra ta phải tiếp tục tế luyện. Diệp Thần thúc giục Kim Giáp Binh Sĩ mang yêu làng cuồng đao bỏ vào Trấn Thiên Đỉnh lần nữa. Yêu làng lão tổ là tiếp tục kêu thảm thiết. Ta phục, ta phục. Vừa mới tiếp xúc với hồn họa đáng sợ này, yêu làng lão tổ lập tức chịu thua. Chương 652 khuất phục. Là thực phục sao? Diệp Thần biết rõ yêu làng lão tổ không phải là quân tử thủ tín gì đó nói. Nếu như ngươi còn chạy trốn, lần sau ta không cho ngươi thêm cơ hội nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ác nhân là cần ác nhân ám báo. Với cái xa hỏa thô bạo khắc máu hùng tàn yêu làng lão tổ này, hắn còn là phải tàn bạo hung ác hơn hắn. Thực phục,
lần sau không dám. Yêu làng lão tổ cầu khẩn, trong đôi mắt đỏ tươi hắn hung tàn quét vị. Hồn hỏa thiêu đốt xung quanh, hồn hỏa chấn thiên đỉnh. Hắn không có các biện pháp ngăn cản. Nếu như bị tế luyện thì hắn nhất định là hồn phi phách tán. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Yêu làng lão tổ suy nghĩ ác độc trong lòng, tạm thời chịu thể khuất phục Diệp Thần. Diệp Thần cầm yêu làng cuồng đao ra. Lần này yêu làng cuồng đao cũng không có trốn. Địch Hùng lấy trong túi cạn khôn một ít thứ gì đó, cũng là khắc ấn cho lên yêu làng cuồng đao. Yêu làng cuồng đao đột nhiên ông chiến minh cực kỳ kháng cự. Yêu làng lão tổ lúc này biết rõ ấn phù này chính là khắc chế hắn. Một khi khắc thành, hắn là nằm trong khống chế của Diệp Thần. Thành thật cho ta. Thấy yêu làng cuồng đao phun ra hồng mang muốn đánh chết Địch Hùng, Diệp Thần lạnh quát, vận chuyển huyền ký chấn áp. Yêu làng cuồng đao rốt cuộc là ổn định bất động. Yêu làng lão tổ lòng là mắng Diệp Thần rất nhiều, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Địch Hùng các ấn phù. 1, 2, 3. Tốn 3 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc cũng là khắc hoàn chỉnh ấn phù trên thân ao. Hoàn thành. Một khi mà khí linh cắn trả, ba cái ấn phù kiếm trận này tự động khắc chế khí linh. Mặc dù là khí linh của trí bảo, cũng là không cách nào dễ dàng phá hủy ba ấn phù này. Địch Hùng tức cười thỏa mãn. Đào tạo tiền bối tương trợ. Diệp Thần lúc này cầm yêu lang cuồng đao chém vài cái, lập tức cảm giác thuận tay hơn nhiều. Thời điểm chém ra có hồng mang phun ra nuốt vào, ẩn ẩn hiện hiện như hư ảnh yêu lang màu đỏ. Diệp Thần thúc giục yêu lang cuồng đao có khả năng mạnh hơn huyết lang yêu vương rất nhiều. Chứ yêu lang cuồng đao, Diệp Thần cũng có vài phần cảm giác quen thuộc với thiên lang vũ sực, vận dụng cực kỳ thuần thục. Một cái trận chiến này hắn đạt được hai cái kiện trí bảo, thu hoạch xem như là không tệ. Tiền bối có thể xem rút ta cái chung này không? Diệp Thần nhìn về phía Địch Hùng cầm chấn ma chung đưa ra và hỏi. Tôi biểu hiện dĩ vãng thì chấn ma chung chỉ sợ không đơn giản là nhân phẩm linh bảo. Tuy nhiên nó có chút là nhân phẩm linh bảo, Diệp Thần nghĩ tới tiêu hào lớn đàn trược như vậy, có phải hay không là có biện pháp phục dụng chấn ma chung hay không? Địch Hùng cầm chấn ma chung cẩn thận quan sát. Trước khi không có biến hóa thì chấn ma trùng chỉ là nhỏ như lòng bàn tay mà thôi. Chấn ma trùng. Địch Hùng sờ lên ba chữ trên thân trùng nói. Cái chấn ma trùng này là dùng tài liệu nhân phẩm linh bảo, địa phẩm linh bảo mà thôi. Nhưng mà ấn phủ trên nó cực kỳ cao thâm, phía trên có dấu vết của khí linh lưu lại. Xem ra nó trước kia là một cái kiện trí bảo. Đáng tiếc khí linh bị chôn vùi. Khí linh chôn vùi. Diệp Thần khẽ gật đầu, khó trách mà chấn ma trùng này là nhân phẩm linh bảo thì sao là bị hao tổn. Thúc dục chấn ma trung này chỉ sợ rằng tiêu tốn không ít huyền khí à? Địch Hùng lão đạo hỏi thăm. Ta bình thường là dùng đan dược thúc dục. Diệp Thần nói, chỉ bằng vào huyền khí cho người căn bản không cách nào thúc dục chấn ma trung, có thể thấy được chấn ma trung tiêu hao rất lớn. Dùng đan dược thúc dục cũng là biện pháp. Phật ấy bị hao tổn nghiêm trọng, không có hơn 10 vạn viên đan dược sợ rằng khó mà thúc dục được. Địch Hùng gật đầu cau mày nói, tiền bối có biện pháp nào không cần dùng đan dược thúc dục chấn ma trung không? Diệp Thần có chút lòng mà đợi hỏi. Sư gia ở phương diện luyện khí chỉ có biết ra lông mà thôi. Địch Hùng là huyện luyện khí sư chân chính, nói không chừng có biện pháp tốt. Địch Hùng khoát tay cười khổ lắc đầu nói, không có cách nào, trừ khi người có thể tìm được khí linh cực kỳ cương đại. Một lần nữa phong ấn vào trong chấn ma chung này. Khí linh. Diệp Thần ngẫm lại, bất đắc dĩ buông tha. Hắn đi đâu mà tìm được thôn thiên lão xả yêu làng lão tổ làm khí linh? Xem ra vẫn là phải dùng đan dược thúc dục chấn ma trung. Về sau nếu có khả năng thì tìm cái khí linh cường đại cho nó. Diệp Thần bỗng nghĩ tới thiên nguyên kiếm thể tàn phiến có khí linh không trọn vẹn. Nếu như tập hợp đủ 6 khối tàn phiến, nói không chừng gom góp ra khí linh, có thể xung hợp khí linh của thiên nguyên kiếm vào trong chấn ma trung. Đương nhiên Diệp Thần nghĩ cũng là nghĩ, không biết thiên nguyên kiếm nguyên vẹn mạnh thế nào. Thì xa là khí linh, chỉ bảo không có khí linh cũng là mạnh như thế. Diệp Thần nhìn qua yêu lang cuồng đao nhàn nhạt nói. Nghe Diệp Thần nói, yêu lang lão tổ trong yêu lang cuồng đao sinh ra hàn ý. Hắn biết rõ Diệp Thần nói tới đây là cho hắn nghe, Diệp Thần cũng không phải định tiêu diệt hắn chứ. Chỉ bảo không có khí linh tự nhiên kém đi rất nhiều.
Nếu một cao thủ linh vọng cảnh thúc dục chí bảo có thể giết được ba cái cao thủ cùng giai, yêu làng lão tổ trong yêu làng cuộc đào nói. Nghe yêu làng lão tổ nói, Diệp Thần từ chối cho ý kiến, tiếp nhận địch hùng đưa trấn ma trung qua. Xem ra lần sau muốn thúc dục trấn ma trung vẫn là nên nhiều đan dược mới được. Từ hồn thú thú triều lan rộng ở Đông Đại Lục, con đường tinh điện đạt được ngưng khí đan cũng là đoạn tuyệt. Diệp Thần lại không dám tiêu xài hơn 10 vạn ngưng khí đan, trừ khi có thể tìm ra phương pháp các bổ sung ngưng khí đan tồn kho. Luyện dược sư của tinh điện trước mắt chỉ có hơn 200 người mà thôi, trong đó có thể luyện chế ra ngưng khí chưa đủ 10 người, cho nên ngưng khí đan tốc độ sản xuất cực chậm, mà nhu cầu ngưng khí đan không thỏa mãn đệ tử tinh điện dùng. Khá tốt đại chiến chấm dứt, từ chiến trường thu được thi thể hồn thú có thể sử dụng thay ngưng khí đan. Diệp Thần ngẫm lại, hồn thú thú triều bộc phát, không biết sư tôn và Lê Sư Huynh hiện tại thế nào. Đi trung ương đế quốc mới là bọn họ tới giúp mời, giúp tinh điện bồi dưỡng ra một ít luyện dược sư. Tuy tâm từ nguyện vọng lớn nhất của sư tôn là tới trung ương đế quốc bái tế sư tổ, nhưng mà hồn thú đột kích tất là biến hóa, Sực Phương Thành có thể mở hay không như bình thường. Đối mặt với hồn thú thú triều, Sực Phương Thành sẵn làm ra phản ứng gì là không biết. Sau khi tông chủ tông hiểu trốn, Diệp Thần cho rằng Thương Lan Nhất Mạch tiếp tục tấn công tinh điện. Nghĩ không qua nửa tháng mà Thương Lan Nhất Mạch cũng không có động tĩnh gì, khả năng Thương Lan Nhất Mạch bên kia cũng đã bị hồn thú thú triều quấy rối, ốc còn không mang nổi mình ốc. Chương 653 Xào huyệt trên không phần 1. Thời dịp không có nghi cơ, tình điện và sư vương điện liên thủ xây dựng 10 cái tòa thành trì cực nhanh. Mỗi một tòa thành trì đều là liên thông nhau, tạo thành hàng rào kiên cố trong Liên Vân Sơn. Hiện tại vật từ Hắc Quyển Tuyết có đạt được, cho nên 10 cái tòa thành này xây dựng liền với núi. Theo thời gian qua, hồn thú thú triều càng ngày càng mãnh liệt, số lượng hồn thú bên ngoài Liên Vân Sơn mạch quá đông, trong đó hồn thú huyền sư cấp số lượng không ít. Thông thiên sư vương ra ngoài dò xét, thậm chí săn giết được một con yêu vương sơ kỳ quay về. Săn giết một cái con hồn thú yêu vương sơ kỳ chẳng những không làm mọi người cảm thấy hưng phấn, mà nội tâm càng ngày càng ngưng trọng. Bên ngoài bắt đầu xuất hiện hồn thú yêu vương cấp, vạn nhất số lượng hồn thú yêu vương cấp càng ngày càng nhiều, vậy đối với tinh điện và cả đại lục là tai nạn hủy diệt. Những cái hồn thú này thử săn giết yêu thú, huyền thú, nhân loại ra còn là thôn phệ lẫn nhau mà tiến hóa. Diệp Thần huynh đệ, chúng ta đã nhanh chóng tìm ra lời khởi nguồn hồn thú, nghĩ biện pháp giải quyết, nếu không hậu quả là thiết tưởng công nổi. Thông Thiên Sư Vương dùng hồn niệm truyền tin cho Diệp Thần. Ta hiểu, hồn thú thú triều là từ trung ương đế quốc bên kia tới, ta sẽ đi trung ương đế quốc điều tra. Tinh điện còn là cần Sư Vương chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thần nói ra tới trấn hồn tháp nó không chừng sẽ có manh mối. Có cần ta cùng ngươi đi không? Thông Thiên Sư Vương trầm ngâm hỏi. Diệp Thần đi một mình hắn không yên lòng. Không cần, một mình ta vẫn là không có vấn đề. Diệp Thần nói, thế bây giờ tinh điện vẫn ở phòng bị Thương Lan Nhất Mạch đánh lén, nhưng ngay cả Thương Lan Nhất Mạch bây giờ nơi nào còn không biết. Như vậy không nói trước cái gì, lần trước đi tới trung ương đế quốc điều tra hồn thú ở đâu, còn là phải dò xét Thương Lan Nhất Mạch đang ở đâu, điều tra thực lực sở Thương Lan Nhất Mạch thế nào. Tinh điện có Thông Thiên Sư Vương tọa chấn, chỉ cần Thương Lan Nhất Mạch không phải người xâm chiếm cũng không có chuyện không may. Cộng thêm bản thân Diệp Thần đi tới triều vương triều trung ương đế quốc, Thương Lan Nhất Mạch bình kia quả thật phái người tới đây cũng là gặp được người ven đường. Diệp Thần đem tinh điện hết thảy công việc thông báo một chút. Thực tế có Thông Thiên Sư Vương, Niếp Thanh Vân, mình võ đại đế bọn người lại tinh điện, dù là không có Diệp Thần cũng hoàn toàn như thường lệ vận tắc. Tiểu Dực muốn theo Diệp Thần đi tới trung ương đế quốc lại bị Diệp Thần cự tuyệt. Tiểu Dực kim dương điều nhất khối, phải ở tinh điện mới tốt, bọn chúng đang tu luyện tới lúc khẩn yếu quan đầu. Huống chi tinh điện không thể không có người tọa trấn, chỉ có Thông Thiên Sư Vương là không đủ. Sư phó nói, bảo Diệp Thần ca ca mang Tiểu Vưu theo. Tiểu Dực biết mình đi không được, lúc này gương mặt nhỏ nhắn khổ sở nói, Tiểu Vưu. Diệp Thần có chút sững sờ lên.
Lúc này mới nhớ đến tiểu vưu dừng ở Hồn Niệm Bảo Châu mấy tháng. Nếu như gặp nguy hiểm, ta không có biện pháp bảo vệ tiểu vưu, tiểu vưu thực lực hiện tại còn quá yếu. Sư phụ nói tiểu vưu căn bản không cần bảo hộ. Tiểu vưu là thiên minh trương, tuy không thể tham dự chiến đấu, nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng là không có vấn đề. Tiểu Dực nói lại lời của Thôn Thiên Lão Giả. Thôn Thiên Lão Giả bảo mình mang theo tiểu vưu, vậy là hẳn dụng ý khác. Vậy thì được rồi, Diệp Thần gật đầu nói. Chỉ nghe vèo một tiếng, tiểu vưu chui khỏi Hồn Niệm Bảo Châu, chớp chớp đôi mắt đen nhánh nhìn qua bốn phía. Thấy Diệp Thần thì có mắt híp lại tươi cười, lập tức bay tới, thân mật dùng cái đầu cọ cọ trên người Diệp Thần. Diệp Thần và tiểu vưu lâu ngày không gặp, thời điểm cẩn thận quan sát phát hiện tiểu vưu có không ít biến hóa. Thực lực tiểu vưu là huyền sư đỉnh phong, toàn thân hào quang màu bạc, có hoa vân rậm rạp, có thể phi hành. Lúc phi hành còn mang theo từng đoàn huyền khí thủy hệ. Những cái thuyền khí thủy hệ này chưa giúp tiểu vưu phi hành sao còn là giúp tiểu vưu như thật như giả, khiến cho người ta rất khó xác định vị trí của nó. Ngay cả hồn niệm cũng khó bắt được vị trí của nó. Hơn nữa tiểu vưu còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng đặc biệt. Diệp Thần bắt đầu hiểu được là vì cái gì Thôn Thiên Lão Giả nói tiểu vưu không cần hắn bảo hộ. Đừng nói là yêu vương, sợ rằng nào vô thủy cảnh cường giả cũng khó bắt được tiểu vưu. Dù bắt được tiểu vưu cũng là sợ kịch độc của nó. Trách không được mỗi con thiên minh trường là sống trên trăm vạn năm. Chúng đúng là không có thiên địch gì. Tiểu vưu, chúng ta đi. Diệp ta nói, hắn cáo biệt đám Thông Thiên Sư Vương và người Diệp xa bắt đầu rời đi. Đệ tử Tinh Điện không ngừng quát tay đưa mắt nhìn Diệp Thần đi xa. Tiểu vưu xung quanh huyền khí thủy hệ bảo vệ vèo một tiếng hóa thành một đạo lưu quang đi sau lưng Diệp Thần biến mất cuối chân trời. Diệp Thần đi hướng Trung ương Đế Quốc, hắn phóng thích thần hồn lớn nhất bao phủ phạm vi 2.000 dặm, thậm chí tình huống xung quanh hắn phải biết rõ xung quanh thế nào mới đưa ra phương hướng chính xác. Bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện hắn thi triển bốn lôi tiệm tốc độ đạt nhanh nhất thì tiểu vưu vẫn là không nhanh không chậm theo sau, tò mò nhìn xung quanh. Tiểu gia hỏa này hoàn toàn là đứa trẻ. Tốc độ của tiểu vưu khiến cho Diệp Thần sợ hãi thán phục, không biết tốc độ nhanh nhất của tiểu vưu là thế nào. Thời điểm Diệp Thần đi thì tiểu vưu lại qua lại các nơi dò xét gần đó. Diệp Thần bắt đầu hiểu vì sao trong sách cổ nói thiên minh trường có thể đi dạo thiên địa, rốt cuộc đây là việc thực sự. Thần hồn thấy tất cả, Diệp Thần cảm thấy giật mình. Trong sân mạch trung trung điệp điệp các nơi là ánh thú ảnh màu đen, có vài cái sơn cốc là hồn thú rậm rạp, quả thực là thiên đường của hồn thú. Càng tiếp cận Trung ương Đế Quốc, số lượng hồn thú cao cấp càng nhiều, để chứng minh Trung ương Đế Quốc là nơi phát ra hồn thú. Dường như cảm giác bị Diệp Thần nhìn trộm, trong một cái sơn cốc u ám có một tiếng thú giống đinh tai nhức óc. Ngay sau đó một cái hồn thú yêu vương lao phía Diệp Thần. Là hồn thú yêu vương, nhưng mà chỉ là sơ kỳ. Diệp Thần hừ một tiếng phóng thích thần hồn nghênh đón. Bành một tiếng, hồn thú yêu vương bị lộ tung, bị Diệp Thần đánh cho sơ xác. Trong sơn cốc xa xa lại có tiếng thú giống. Thân ảnh Diệp Thần chậm rãi bay tới sơn cốc, thấy một đống lớn hồn thú thiên sư huyền sư. Có một con hồn thú cao chừng 5 mét gạo rú. Nhìn qua bốn phía thì Diệp Thần phát hiện hồn thú trong sơn cốc cũng có cấu kết xã hội nhất định. Dùng hồn thú yêu vương sơ kỳ làm lãnh đạo, trong sơn cốc đều là hồn thú huyền sư thiên sư cấp hồn, nhau nhau bảo vệ hộ yêu vương sơ kỳ này, mà hồn thú cấp thấp này bên ngoài sơn cốc. Chương 654 Sao huyệt trên không phần 2. Đây là chuyện phi thường đáng sợ. Điều này có ý nghĩa rằng một khi mà có yêu vương trở lên thúc dục phát động hồn thú thú triều, lực sát thương càng là vô cùng khủng bố. Đáng sợ hơn là hồn thú trong quá trình săn thức ăn và ăn đồng bạn là không ngừng tiến hóa. Mới trong thời gian ngắn xuất hiện hồn thú yêu vương sơ kỳ, theo thời gian qua đi là còn mạnh hơn. Diệp Thần khẽ quát một tiếng không chút nương tay, cầm yêu lang cuồng đao chém ra, hồng quang xuất hiện. Phốc phốc, cả sân cốc lập tức bị huyết vụ bao phủ, cơ hồ tất cả hồn thú thiên sư huyền sư là tan sát không còn. Uy lực của yêu lang cuồng đao cũng quá kinh người. Diệp Thần nhìn qua thi thể hồn thú trên đất thì cau mày. Nếu như mà không xử lý sạch chỗ thi thể này, đám hồn thú cấp thấp bên ngoài lại ăn sạch sẽ, sau đó nhanh chóng tấn giai. Ngẫm lại, Diệp Thần tế ra chấn thiên đỉnh, không biết chấn thiên đỉnh có thể luyện hóa thi thể hồn thú không. Diệp Thần thử dùng ý niệm thúc dục chấn thiên đỉnh, mang lệnh xuất hiện ra vòng xoáy hấp thu hồn thú trong đỉnh. Hồn hỏa bốc cháy rừng rực, qua một lát luyện hóa thi thể hồn thú thành đan dược, từng viên đan dược trọng chất trong chấn thiên đỉnh. Chấn thiên đỉnh có thể luyện chế thi thể hồn thú, Diệp Thần cảm thấy hưng phấn. Có thể phát hiện này, Tình Điện về sau không cần lo lắng thiếu đan dược dùng. Sau khi thu thập hồn thú trong sơn cốc, Diệp Thần nhìn tứ phía không có phát hiện gì. Đột nhiên Diệp Thần cảm ứng được tiểu vưu truyền tin,
ngẩng đầu thấy qua tiểu vưu lao qua cực nhanh biến mất ở chân trời. Không biết tiểu vưu phát hiện ra cái gì, Diệp Tần lăng không bay đi, dùng bộ nội thiểm đuổi theo. Xù xù, núi lon sông ngòi, rút lại cực nhanh. Diệp Tần đi phía sau tiểu vưu chừng mấy ngàn dặm, tiếp đến là một cái hạp cốc thầm sơn. Trong hạp cốc này khắp nơi là rừng nhiệt đới, vốn là nơi yêu tú tích nghỉ lại nhất, nhân loại không có cách nào đặt chân tới. Mà bây giờ trong nơi đây đều là hồn thú qua lại. Nhìn hướng tiểu vưu bay, nhìn qua tràng cảnh ở xa xa, lập tức đem Diệp Thần rung động không thôi. Dãy núi vượt quanh, trên công của hạp cốc này có một cái sao huyệt hình viên cầu. Sao huyệt này dùng cái cây cối chắc chắn lam thanh, giống như tổ chim, mà nó quá lớn, cao mấy trăm thước. Hơn nữa sao huyệt này là lơ lửng trên không trung, không có bất cứ cái gì chèo chống, không biết là cái gì lưng nó lên. Sao huyệt cực lớn này có thần hồn, hồn thú tướng mạo tựa như bọ ngựa không ngừng qua lại. Những cái con thú bọ ngựa này đều là yêu vương sơ kỳ, chúng thỉnh thoảng bay tiến vào rừng. Ngay sau đó từng cái hồn thú huyền sư bị những cái con hồn thú bọ ngựa yêu vương sơ kỳ để bắt mang vào sao huyệt. Trong sao huyệt thỉnh thoảng có tiếng hồn thú kêu lên thảm thiết làm người ta sợ hết cái ốc. Chúng làm việc không ngừng mệt mỏi, cũng là không biết trong sao huyệt Navatsi lại có sức ăn lớn như thế, xem những cái hồn thú huyền sư đều là thức ăn. Diệp Thần cẩn thận ẩn phục phương xa xuất ra thần hồn muốn tìm tòi bên trong. Lúc thần hồn chạm vào sao huyệt lại cảm giác bào phủ sao huyệt là cấm chế đặc, thần hồn bắn ngược trở về, thần hồn không cách nào đột phá. Là vật kia, có người mang vật đó ra khỏi trấn hồn tháp. Trong thiên thình ấn sư ra cảm ứng được có chút kinh hãi nói: cái gì đó? Còn nhớ rõ những cái quả trứng màu vàng không? Nhớ rõ. Ý của sư gia chính là thứ trong sao huyệt là quả trứng vàng. Đúng không sai. Những quả trứng vàng là thứ gì? Lôi tâm dự Diệp Thần sinh ra dự cảm không tốt. Thứ có thể khiến cho sư gia cảm thấy kinh hãi là thứ gì? Thực tế ta không rõ ràng, ta chỉ nghe có mấy truyền thuyết. Mấy trăm vạn năm trước, nhân loại yêu thú hiền thú lần đầu tiên phát hiện hồn thú ở trong cái sơn cốc che giấu. Bọn họ phát hiện trào huyệt hồn thú treo ở không trung lớn hơn cái này rất nhiều. Bọn họ phát hiện ra hồn thú thực lực khủng bố đủ để hủy diệt ba chủng tộc. Lúc đương thời mấy trăm vạn tên thần huyền phát động tấn công vào huyệt sao huyệt hồn thú, cuối cùng tổn thương phân nửa mới đánh hạ con hồn thú trong sao huyệt kia. Nhưng mà về sau có người mang theo trứng của con hồn thú ra khỏi sao huyệt. Lúc ấy cơ thể của con hồn thú này là có một cái khối kim loại hạch tâm cực kỳ chân quý. Những kim loại đó dùng để chế thiên nguyên cổ tệ, ảnh kim cổ tệ, tuyển ngọc chi châu và ngọc sàn bí pháp. Đây cũng không phải là đủ ta lý giải, có lẽ là người tận lực làm thế. Sư Giang ngưng trọng nói: trong đó có bí mật gì? Diệp Thần nhíu mày trầm tư, ngẩng đầu qua sao huyệt phương xa, lòng là bất an mạnh mẽ. Tổ chim bị phá thì trứng có nguyên vẹn hay không? Nếu như hồn thú thú triều muốn hủy diệt nhân loại, yêu thú huyền thú ba loại chủng tộc, vậy thì tinh địa án cũng không có may mắn thoát khỏi. Diệp Thần tiêu tử, dùng thực lực của ngươi không thể phá được cấm chế xung quanh sao huyệt đâu, mà là hồn thú bên trong không phải là người có thể đối phó. Sư già khuyên người tốt nhất đi tìm người cá tiểu mỹ nhân kia đi. Hải yêu nhất tộc là thượng cổ chủng tộc, nói không chừng là có biện pháp. Sư già, ta thực sự không có chút hy vọng thắng sao? Diệp Thần nhìn qua địa phương xa, sao huyệt trước mắt có khí tức kỳ dị làm hắn cảm giác có áp lực không hiểu. Xem bộ dáng thì là hồn thú bên trong kia chưa có trưởng thành, nhất định là sớm đánh chết nó, nếu không đại họa quả là không thể tưởng tượng. Nếu có hy vọng thắng, Diệp Thần quyết định buông tay đánh một lần. Hoàn toàn không có cơ hội, vẫn là nhanh đi đi. Tồn tại thượng cổ này dù là mới sinh ra, tối thiểu cũng mạnh hơn vô thủy cảnh. Hồn thú này ít nhất là linh vọng cảnh, hơn nữa trong huyết mạch của chúng có truyền thừa thượng cổ. Sư già nhìn tâm tư của Diệp Thần thúc giục nói: hồn thú này mới sinh ra không lâu, trong vòng 5 năm nó vẫn ở sau huyệt này. Mặt khác, lúc nó tiến hóa thành thần hải cảnh sẽ có thời kỳ suy yếu, khi đó mới là thời điểm đánh chết tốt nhất. Thì ra là vậy. Diệp Thần ngẫm lại, bây giờ là lên tạm lui trước, trước đi tìm Đạm Đài Lăng thương lượng hoặc tăng thực lực lên mới được. Nhìn qua sau huyệt phương tây, từng cái con hồn thú như bọ ngựa yêu vương sơ kỳ vào ngay ngắn, giống như là con ong thợ. Trong rất nhiều thân ảnh bọ ngựa vọt qua thân ảnh của tiểu vưu, lại là tiểu vưu. Tiểu vưu có thể đột phá cấm chế tiến vào trong sau huyệt này. Diệp Thần nội tâm kinh hãi, ngay cả thần hồn quán cũng không có vượt qua cấm chế, tiểu vưu là sao đi vào được. Diệp Thần nhìn sang sau huyệt lơ lửng trên cao, chỉ thấy tiểu vưu thân thể to lớn cực điểm, chỉ lớn như là lòng bàn tay, từ từ tiến vào sao huyệt.
nhưng mà xung quanh của nó, huyền khí thủy hệ bao quanh giống như một cái mộng ảo, những cái hồn thú chỉ số thông minh thấp lại đang vội vàng ra vào cho nên hoàn toàn không chú ý tới nó.